Hello các bạn, thì ghi chú kích thước trong cái file bên Corel á, thì nó sẽ có cái công cụ này ha, thì chúng ta có thể vẽ được những cái ghi chú kích thước như vậy, rất là đơn giản. Ví dụ như bây giờ mình sẽ vẽ một cái mới, tô màu cho các bạn xem, nó vậy. Và mình giờ mình ghi chú kích thước như vậy đó, thì mình sẽ vào tích vào cái công cụ này. Và chúng ta nhấn vào đây, chúng ta kéo qua, chúng ta kéo lên một cái thì nó sẽ chỉnh cho chúng ta cái kích thước như vậy ha. Muốn chỉnh cái này thì chúng ta sẽ chỉnh được cái làm tròn số nè. Rồi mili thì mình có thể chỉnh qua cm ha, ngay chỗ này mình chỉnh qua cm đó. Cái này là trong Corel đó, thì bên này cũng vậy luôn, chúng ta cũng bấm cái này kéo xuống đây, kéo qua đó. Thì này nó dài quá ha, thì nó sẽ có những cái làm tròn số nhỏ lại ha. Rồi chúng ta muốn chọn size nhỏ thì bấm bấm vào đây, chúng ta chọn cái size chữ phông chữ nhỏ lại ha, chữ lớn lên ha. Đó, lớn nhỏ gì mình chỉnh vào đây ha. Màu sắc thì bấm vào đây, Corel thì nó trực quan vậy có sẵn rồi ha. Rồi cái line muốn line thì bấm chuột trái, chữ thì bấm chuột phải vô màu, còn line thì bấm chuột trái vô màu là sẽ đổi màu theo đó. Thì cái size thì nó sẽ chạy lên chạy xuống theo luôn ha. Đó, cái kích thước ghi chú của cái bên Corel là như vậy. Rồi chúng ta có thể chọn những cái ghi chú ở giữa hoặc ghi chú ở trên ha. Đó. Và mũi tên, chọn mũi tên, thích chọn mũi tên nào thì chọn ha. Đó, nó có cái những cái mũi tên như vậy để cho chúng ta chọn. Đó. Thì trong Corel là như vậy ha các bạn. Thì về trong AI mình có làm vậy được hay không? Thì xin thưa các bạn là trong AI mình vẫn làm được như vậy các bạn. Ha. AI mình vẫn làm được như vậy ha. Nhưng mà mình trong cái AI nguyên bản thì nó không có sẵn đâu. AI nguyên bản không có sẵn các bạn. Nó không có sẵn như vậy mà mình phải dùng cái tool để mình cài thêm vào. Thì cái tool cài thêm vào đó nó có cái tên là cái tên này các bạn. Đó, cái tool gọi nó có cái tên là cái tool. Đó, cái tool. Thì mình sẽ bỏ cái công cụ này nó trong cái đường link bên dưới ghi phần ghi chú của cái video này, các bạn có thể download về. Đó, các bạn sử dụng nó có rất luôn. Thì cái tool này nó có chức năng như sau, các bạn cần phải mở cái bảng lên để chúng ta cài đặt ban đầu ha. Sau khi chúng ta cài đặt xong rồi thì chút xíu nữa mình sẽ chỉ các bạn cài ha. Các bạn cài đặt thì xong rồi các bạn sẽ vào cái Windows, các bạn sẽ mở cái bảng test tool này lên. Thứ nhất là bạn mở cái test tool unit này nè. Đó, các bạn chỉnh cái này thành mm ha. Và cái sẽ làm tròn số, thì các bạn muốn làm tròn số bao nhiêu thì các bạn làm tròn không hoặc là không 0.00 ha. Thì mình làm tròn không ha. Đó, thứ nhất cái này, và các bạn mở cái bảng thứ hai nữa, đó chính là cái bảng này. Thì vô cái tool này, vô cái két dimension này ha. Cái dimension thì nó sẽ hiện ra cái bảng này. Đó, để các bạn chỉnh sửa. Đó. Thì nó có cái dimension này là cái ghi chú kích thước này, còn ABC này, 1 2 3 này. Đó, thì có tên test là cái chọn lựa cái test các bạn muốn ghi chú trong cái phần kích thước đó. Đó. Còn cái phần color này á, là màu sắc ha. Các bạn chọn màu sắc để chúng ta ghi chú ha. Thì chúng ta chọn cái màu 70 70 để cho dễ nhớ. Đó, vậy mà không tôi chọn 70 70. Rồi cái chỗ này. Terminator này là cái mũi tên này, các bạn muốn chọn mũi tên nào các bạn chọn, nó có nhiều hình dạng mũi tên hoặc dấu chấm thì mình chọn mũi tên này ha. Và đây là cái nét chữ ha các bạn, cái nét chữ mình chọn 0.5 pt ha. Rồi cái này là cái mũi tên, cái mũi tên nó to nhỏ ha. Mình chọn 1 mm các bạn. Còn góc nghiêng này thì các bạn ưng đánh cũng được, để mặc định như vậy ha, còn bezel để im vậy ha. Rồi cái phông chữ ha, phông chữ này mình chọn cái chữ này, các bạn muốn chọn chữ khác thì các bạn cứ chọn ha. Còn cái này là cái color cho cái chữ ha, cái này là color cho cái line nét vẽ ha. Còn cái color cho chữ thì mình cũng chọn đúng color vậy luôn ha, 70 70 luôn đi cho nó cùng tông màu. Cái màu mình chọn xấu mình chọn đại,
nó lỡ cái đó. Rồi cái phông, cái này là cái phông chữ mình chọn cho chính. Rồi đây là cái mà hình cái ghi chú cái cm hay là gì đó, mm gì đó, thì các bạn cho nó ghi ở trên hay là ở giữa cái line nét vẽ ha. Mình chọn đây nét ở trên, mình muốn phong cách trên, ở dưới nét, nét xuống cũng trên, đường xéo cũng là trên ha. Đó, thì mình chọn ba cái này. Đó. Và cái không này chúng ta để không, và cái này chỗ này chúng ta cũng để không luôn, kéo lại này hết. Và cái chỗ này các bạn để mặc định giống vậy như mình ha. Đó, dưới này để mặc định hết lại đó, như vậy. À, chúng ta ok rồi, bắt đầu chúng ta sẽ vẽ ha, như sau ha. Giờ chúng ta click vào cái khi mà chúng ta cài xong đó, thì nó sẽ hiện ra cái bảng này chúng ta. Và cái chỗ này nó có một cái công cụ này này. Đó, chúng ta nhấn vào công cụ Universal Dimension ha. Đó. Thì chúng ta nhấn vào, chúng ta cái này nó khác cái Corel ở chỗ là Corel mình bấm vào đây mình kéo qua mình đẩy lên, nhưng đối với AI á, cái tool này á, thì chúng ta chỉ cần bấm vô một cái line ngoài này thôi, chúng ta kéo lên ở giữa, chúng ta kéo lên, chúng ta đặt cái 82 nằm ở vị trí nào đó. Chúng ta đè chuột nha, chúng ta đừng có thả liền, đè chuột rồi chúng ta đẩy lên, thì chúng ta sẽ chọn cái đường giữa này đó để thả chuột ra là nó sẽ ghi chú được cái phần này, các bạn thấy không? Đó, vừa màu sắc và vừa cái ban đầu mình sẽ xem cái chỗ này như thế nào, mình để kéo lên đó nó sẽ ra như vậy. Và muốn vẽ bên bên góc bên này thì cũng vậy luôn, chúng ta phải đè vô chọn cái đường line trên bất cứ cái này cũng được, nhưng mà phải là cái đường line này nha. Rồi chúng ta đè chuột, chúng ta kéo qua đó. Rồi chúng ta thả ra, tự động nó sẽ điền kích thước cho chúng ta, tự vẽ cho mình ha, một tên luôn ha, ghi chú rất tiện lợi ha. Còn đường chéo thì sao, đúng rồi, vẽ đường chéo ha. Rồi chúng ta cũng chọn như nó luôn, chúng ta kéo qua à, nó sẽ được ra đường chéo các bạn đó. Và trong này rất là nhiều công cụ các bạn, công cụ nhiều lắm, chúng ta có thể nghiên cứu sau ha. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cái phổ thông thôi, các bạn cứ còn rảnh thì các bạn mò thêm, download về cài vào và mò thêm ha các bạn. Thì chúng ta thấy chúng ta sẽ khi chúng ta căng sai rồi đó, cái này nó sẽ bị nhảy ha các bạn, nó không có chạy theo. Thì các bạn muốn nó chạy theo thì các bạn phải làm sao, các bạn thấy này, mình kéo thì nó không có chạy theo à. Còn bên Corel này các bạn thấy bên Corel mình căn chỉnh nó chạy theo các bạn ha. Thì bây giờ muốn nó chạy theo như vậy á, thì mình phải làm sao ha. Thì các bạn muốn cho nó chạy theo đúng không? Ok được, dễ lắm. Thì các bạn phải vô cái edit này, các bạn vào cái đó, reverse frequency này, chúng ta kẹp tool reverse frequency, chúng ta chọn vào cái grid and user dimension layer, rồi adjust dimension level to offset, chúng ta chọn luôn, lấy chọn hai cái này đi, rồi chúng ta ok ha các bạn. Đó là chúng ta sẽ khi mà chúng ta làm vẽ theo kích thước nó sẽ chạy theo mình. Đó, các bạn thấy nó sẽ chạy theo nha. Đó, mình bấm hai cái nữa là đó. Thì chúng ta sẽ thấy nó dễ như chúng ta, là mình chỉ cần căn chỉnh cái chỗ này thôi là nó chạy theo, các bạn thấy không? Đó, mình thu nhỏ nó lớn nó chạy theo đó, nó sẽ chạy theo kích thước mình chỉnh ha. Đó là cách mình sử dụng cái công cụ hỗ trợ plugin thêm cho AI này. Đó thì để nếu mà cài đặt cái này á, thì các bạn download về ha. Sau khi download về thì các bạn giải nén ra thì các bạn sẽ được cái thư mục này ha, được cái file này các bạn. Xong rồi các bạn vào cái này, các bạn cài đặt ha, install, bạn chọn role admin ha. Yes, nhấn yes. Rồi nhấn ok. Nhấn accept. Next, rồi chọn next install. Nó sẽ cho tất cả các version ha. Rồi sẽ 6 cho đến 2021 luôn. Rồi chúng ta chạy ha. Sau khi đã cài đặt xong rồi thì các bạn mình đã cài rồi thì mình không cài chạy nữa, thì các bạn vào rắc. Cái rắc này các bạn chọn cái rắc 20 21 thì của bạn, các bạn copy cái này.
ha. Thì trong cái này nó có cái hướng dẫn readme này, các bạn đọc trong readme này thì các bạn copy, các bạn bỏ vào cái login, cái thư mục login này ha, của AI. Đó. Thì theo đường dẫn này các bạn copy bỏ cái này vào là ok, copy này bỏ vào đường dẫn này là ok rồi ha. Sau khi các bạn rắc xong rồi thì các bạn có thể mở lên và trải nghiệm ha, làm những bước như mình vừa rồi ha. Đó chính là cách mà chúng ta ghi chú cái kích thước trên file. Đó. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Chúc các bạn thành công.